của Thành Lâm thì nói chung đặt là rất là ok, nó dày dặn và rất đẹp, mẫu mã đa dạng của cháu làm rất là tốt. Sản phẩm của cháu đem vô cô rất là hài lòng luôn. Trời ơi rất là mừng luôn, trời ơi đặt được món hàng tin tưởng, tôi rất là tin tưởng luôn. Mọi người không tin tưởng tôi. 576 sạp 5 sạp 17 Hồ Học Lãm, khu phố 13 phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Vâng, cảm ơn hai bác ạ. Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay 1 tháng 6 2020, Đồ Gỗ Thành Luân tôi đang có mặt tại gia đình nhà bác Trinh. Bác Trinh là bác trai cho cháu, xin tên bác trai. Bác Bảo. Bác Bảo. Bác Bảo và bác Trinh. Bác Bảo và bác Trinh ở địa chỉ ở phố Hồ Ngọc Lãm, khu phố 13, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là có nhân cái dịp mà Thành Luân có dịp công tác trong này thì cũng như là đi vào ghé thăm và giao cho gia đình bác Bảo và bác Trinh các cái bộ sản phẩm. Hôm nay thì chúng ta đang thấy trên màn hình đây, đây là chiếc kệ tivi bằng gỗ mun, hàng siêu khủng của Thành Luân chúng tôi, đã được kê đây mới là kê tạm vào trong nhà thôi. Và đây là cái nhà này, nhà bác đang cũ, còn nhà mới, còn nhà nữa đang xây dựng cơ, đây là mới để tạm vào đây thôi. Thì hôm nay Thành Luân bàn giao cho gia đình hai bác một số các sản phẩm, ví dụ như chiếc giường và tủ áo và chiếc kệ tivi gỗ mun này. Và sau khi nhà bác hoàn thành nhà mới thì chắc chắn là kê lên nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Và trên màn hình quý khách đang thấy đây là bác Bảo và bác Trinh. Hôm nay Thành Luân rất vui được đến tận giao hàng tận nơi cho gia đình hai bác. Thì là chúng cháu cách 2.000 cây số, khi được vào đến nhà bác thì được hai bác và gia đình anh chị đón tiếp rất nhiệt tình, và các sản phẩm này bọn cháu giao cho bác cũng rất chìa lặng, cũng có được cái sự hỗ trợ của gia đình để khuân vào trong này. Thành Luân cháu xin chân thành cảm ơn hai bác. Và hôm nay hai bác cho cháu xin một chút ý kiến về cái sản phẩm mà bọn cháu và cháu xin phép ý kiến của bác trai trước nhé. Hôm nay bọn cháu có bàn giao cho bác một số các sản phẩm, ví dụ như giường, tủ áo và cái kệ tivi, thì bác cho cháu xin một lời nhận xét về các sản phẩm của bên cháu được ạ. Vâng. Hàng của Thành Lâm thì nói chung đặt là rất là ok. Nó dày dặn và rất đẹp. Vâng, thì là cái khi lúc các hai bác đặt hàng đấy là bác cũng theo dõi chúng cháu rồi đúng không ạ? Dạ. Vâng, thì là dạ vâng, thì là sau một cái thời gian bác theo dõi thì bác quyết định đi đến đặt hàng, thì thực sự là bọn cháu cũng rất chi là vui mừng. Tin tưởng. Dạ vâng. Tin tưởng. Dạ vâng, bọn cháu là phải nói là cực kỳ là phấn khởi và vui mừng và xúc động vì nhận được cái vô tới đây, đem đồ vô tới đây 2.000 cái số mà quá đẹp. Dạ vâng, quá nhận hài lòng luôn. Dạ xuất sắc. Vâng, vậy đó là thật sự là xúc động bọn cháu nhận được những cái lời nhận xét của các bác. Hết sức luôn. Dạ á. Dạ vâng. Cứ tiền ra mà mừng dạ. Ơi là mừng. Dạ vâng, thì là thực sự là hôm nay là cháu là cũng cực kỳ là xúc động, bởi vì là thứ nhất là nhận được sự tin tưởng của gia đình, là chưa từng gặp mặt nhưng mà các bác đã tin tưởng đặt tiền, đặt hàng các cái lô sản phẩm lớn của Đồ Gỗ Thành Luân chúng cháu. Thì là sau khi các bác đặt hàng xong, gia đình đặt hàng xong thì bọn cháu có bàn giao gia đình bác, thì lại một lần xúc động nữa, rất chi là vui mừng bởi vì được gia đình đón tiếp nhiệt tình và cùng hỗ trợ chúng cháu để kê lắp đặt cái bộ sản phẩm vào trong gia đình. Và thì là bác gái cho cháu xin một chút về cảm nghĩ về các cái sản phẩm của bọn cháu và cái phục vụ của bọn cháu như thế nào ạ? Dạ. Chú cháu làm rất là tốt. Dạ. Sản phẩm của cháu đem vô cô rất là hài lòng luôn. Dạ. Trời ơi rất là mừng luôn. Trời ơi đặt được món hàng tin tưởng. Tôi rất là tin tưởng luôn. Dạ. Mọi người không tin tưởng, tôi rất tin tưởng. Dạ. Vâng. Vâng. Tôi đặt ngay, tôi sẽ có một cái sản phẩm đẹp dạ. Để trong nhà tôi. Dạ vâng, cháu thay mặt Thành Luân xin chân thành cảm ơn hai bác và gia đình đã tin tưởng đặt hàng của Thành Luân chúng cháu. Và cũng thay mặt Thành Luân xin kính chúc hai bác và gia đình anh chị luôn luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn luôn tràn đầy năng lượng để gặt hái được nhiều thành quả. Vâng ạ. Và thời gian dạ, dạ vâng, thì đây cháu bác cháu mình cùng quay một chút cái phim để kỷ niệm sau này. Và đây là hai bác cả gia đình ở địa chỉ mình đâu bác nhỉ, cháu lại quên mất rồi. 576 sạp 5 sạp 17 Hồ Học Lãm, khu phố 13 phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.
dạ vâng. Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, cảm ơn hai bác ạ. Vâng thì là cháu một lần nữa cháu xin trân trọng cảm ơn bác, cháu xin bắt tay hai bác ạ. Vâng ạ. Cảm ơn con nhiều lắm nha. Dạ. Dạ vâng ạ, con cảm ơn. Vâng. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, vâng thầy. Vâng, thay mặt Thành Luân xin trân trọng cảm ơn bác và gia đình. Vâng, và đây là sản phẩm Thành Luân đang kê tạm ở chỗ này thôi. Sau này gia đình còn kê một căn phòng lộng lẫy hơn, trang hoàng hơn. Rất đẹp. Đây là chiếc kệ tivi kích thước dài 2m55. 2m6 2m55 chúng quên mất rồi. Và 2m rưỡi. Và toàn bộ cánh này dày là 3 phần rưỡi đến 4 phần, đục thủ công bằng tay, đục thủ công bằng tay 100%. Đấy, và còn giường và tủ áo tôi lắp ở một cái căn phòng khác của gia đình nhà bác. Như vậy là Thành Luân đã hoàn thành nhiệm vụ. Vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn đại gia đình và xin kính chúc đại gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Tôi xin tạm dừng video clip ở đây và xin chào và hẹn gặp lại các khách trong những video clip tiếp theo.